Chương trình từ thủ đô Washington với luật sư Trần Thiên xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả khắp nơi. Thì hôm nay chúng tôi nói về một tin tức hết sức xôn xao, tranh cãi trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Đó là có người tuyên bố cảm ơn Bác Hồ. Chương trình này là xuất phát từ Son Lê TV và với cái tiêu đề là Người lính già Việt Nam Cộng Hòa, cảm ơn Bác Hồ. Thì ngoài người dẫn chương trình là Son Lê TV thì có ông Nguyễn Tường Tuấn thường lên chương trình ở đài SBTN ở California với cái tiêu đề của chương trình là Tiếng Nói Bảo Thủ. Thì ông Nguyễn Tường Tuấn này thường tự xưng rất nhiều, lúc thì bảo là lính Việt Nam Cộng Hòa, lúc thì nói là sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa, đại đội trưởng, đại đội trinh sát, rồi huấn luyện cho 500.000 người Việt ở Việt Nam, vân vân, thưa quý vị. Rồi lên tiếng nói ủng hộ ông Trump để lèo lái dư luận ở hải ngoại, vân vân. Có một cái lời bình luận là cộng sản. Đúng, nếu mà bạn nói rằng có một điều để mà cần phải mang ơn, tôi xác nhận và tôi công khai xác nhận trước tất cả mọi người là cá nhân tôi, chứ tôi không dám nhân danh ai hết nha. Không dám nhân danh người Việt tị nạn hay không dám nhân danh ai, nhưng mà cá nhân tôi đó thì phải nói rằng là cảm ơn Bác Hồ, cảm ơn Đảng Cộng sản. Có một cái lời bình luận là cộng sản là nhân đạo lắm rồi còn không biết mang ơn. Tụi nó chưa bắn ông là phước ông bà, hãy lo tạ ơn trên trước đi. Thôi thì mình cứ công nhận một cái cho người đó vui đi. Vâng, tôi còn sống như vậy là nhân đạo lắm. Nhưng mà không phải là vì cộng sản không bắn tôi, nhưng mà là vì cộng sản cả một cái hệ thống tù đó nó không bắt được tôi. Tôi vượt ngục, nó không bắt được. Nhưng mà thôi thì bây giờ họ cứ nói là họ tha thì thôi mình cũng chấp nhận như vậy đi. Thành ra rằng là chúng ta cứ nhìn vấn đề mà cứ bóp méo sự thật một cái như vậy để mang ơn. Đúng, nếu mà bạn nói rằng có một điều để mà cần phải mang ơn, tôi xác nhận và tôi công khai xác nhận trước tất cả mọi người là cá nhân tôi, chứ tôi không dám nhân danh ai hết nha. Không dám nhân danh người Việt tị nạn hay không dám nhân danh ai, nhưng mà cá nhân tôi đó thì phải nói rằng là cảm ơn Bác Hồ, cảm ơn Đảng Cộng sản. Nhờ bác mà vào đây chúng con mới có cái dịp đến Mỹ. Có một lần là vợ tôi với các con tôi đến Việt Nam, lúc mà tôi đi làm việc ở bên đó đến thăm, thì chúng tôi có đi chơi ra ngoài Hà Nội đến trước lăng Bác đàng hoàng tử tế. Wow. Đứng trước thôi. Thế thì tôi mới hỏi bà vợ mình, em có muốn chụp hình ở đây không? Bà nói thôi em chẳng muốn. Thế là đủ rồi. Thế nhưng mà sau đó thì lúc đó tôi vẫn còn nghĩa là khó chịu. Vợ chồng nhiều lúc tôi nói chuyện tôi cũng hay nghĩa là khó chịu về cái chế độ đó lắm. Thì bà vợ tôi, bà có khuyên tôi một câu, nói anh ơi, dù sao chăng nữa thì họ cũng có một điểm tốt. Cái điểm tốt đó là nhờ họ mà anh em mà chúng mình đây mới có mặt ở đất nước này. Còn nếu không thì mình vẫn cứ ở Việt Nam. Dù là chế độ Việt Nam Cộng Hòa còn thì mình ở đó thì cũng chưa chắc là mình có được một cái tương lai như là ở bên đây. Vâng, thì nếu mà nói về như vậy, nó truyền cái ý nghĩa như vậy đó, thì dạ, cảm ơn Đảng. Thì quý vị vừa nghe qua phát biểu của ông Nguyễn Tường Tuấn trong cái chương trình gọi là Cảm ơn Bác Hồ của Người lính già Việt Nam Cộng Hòa. Thì ngay sau khi phát hành trên YouTube thì đã bị rất nhiều người ở cộng đồng hải ngoại, đặc biệt là những người chống cộng, lên tiếng phản đối ông Nguyễn Tường Tuấn rất nhiều, thưa quý vị. Và trên màn hình thì quý vị thấy là có những điện thư gửi lên các diễn đàn để phản đối ông Nguyễn Tuấn này. Rồi họ đánh phá ông Nguyễn Tường Tuấn này. Nói chung là họ nói rằng ông Nguyễn Tường Tuấn này chống cộng cùi hay chống cùi. Rồi tự xưng là tù vượt ngục nhưng lại về Việt Nam làm việc ở Việt Nam 13 năm mà không bị hề hấn gì, vân vân.
rồi lúc thì xưng là lính, lúc là sĩ quan, đại đội trưởng, đại đội trinh sát, vân vân. Rồi họ nói rằng là ông không phải là người quốc gia chống cộng mà năm 1992 đã từng trong ban tổ chức tiếp đón phái đoàn của những người trong phái đoàn đại sứ nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở tại Oregon, vân vân. Thưa quý vị, thì có rất nhiều người phản đối như bà Hoàng Lan Chi, như ông Bằng Phong, Đặng Văn Âu cùng nhiều vị khác. Thưa quý vị, nói chung là họ không chấp nhận việc mà ông Nguyễn Tường Tuấn này ngang nhiên lên trên một cái kênh ở hải ngoại là Sonly TV, và họ phản đối hết sức ầm ĩ. Thì cũng có những người binh vực bảo vệ cho ông Nguyễn Tường Tuấn này. Ngay cả ông Nguyễn Tường Tuấn cũng đã trả lời là ông dựa vào tù án chính số 1 của Hoa Kỳ. Đó là quyền tự do phát biểu, tự do ngôn luận. Cho nên ông muốn nói gì là quyền của ông, thưa quý vị. Tuy nhiên, có những người khi binh vực cho ông Nguyễn Tường Tuấn thì nói rằng là ông Nguyễn Tường Tuấn này nói kháy, nói mịa. Nhưng có nhiều người thì cho rằng ông Nguyễn Tường Tuấn này nói thật, phát biểu thật, vân vân. Thì đã có những sự tranh cãi như thế, thưa quý vị. Và ông Nguyễn Tường Tuấn này thì lặp đi lặp lại là cảm ơn Bác Hồ, cảm ơn Đảng, vân vân. Và đây là một cái chương trình được lên sóng có tiêu đề đàng hoàng, thưa quý vị, không phải là một cái lời nói mà bất chợt hoặc là bất ngờ xuất hiện, mà đây là một cái chương trình mang tên là Cảm ơn Bác Hồ của người lính già Việt Nam Cộng Hòa. Do đó là đã có nhiều người phản đối ông Nguyễn Tường Tuấn này, cùng với việc phản đối đài SBTN ở California, thưa quý vị. Đài SBTN với tổng giám đốc là ông Trúc Hồ cũng đã bị phản đối qua những cái email, điện thư, lời lẽ qua lại lẫn nhau. Thì trong đó cũng có những cáo buộc, như là cáo buộc mở ngoặc kép là ông Trúc Hồ về Việt Nam nhiều lần, vân vân. Rồi có những video bằng chứng đưa ra khi mà ông Trúc Hồ nói rằng là đài SBTN là không có chống cộng, không có lật đổ cộng sản, và kết án những người đòi lật đổ cộng sản là sai, thưa quý vị. Nói chung là từ đó thì đài SBTN cùng với ông Trúc Hồ, tức là ông Trương Anh Hùng, bị phản đối hết sức quyết liệt, thậm chí là tẩy chay nhiều vùng. Người dân hải ngoại, đặc biệt là những người chống cộng, đã tẩy chay đài SBTN, nói rằng đài này không chống cộng, chỉ làm kinh doanh, vân vân. Chẳng hạn như ông cố tướng Lữ Lang đã bỏ về trong một lần được mời để mà phỏng vấn với đài SBTN năm xưa, vân vân, thưa quý vị. Nói chung là người phản đối thì cũng ầm ĩ. Chẳng hạn như tiếp theo thì có điện thư của ông Kim Âu, tức là ông Hà Văn Sơn, thì cho rằng là hành động của hai người Son Lê và Nguyễn Tường Tuấn là hai tên mở ngoặc kép là lưu manh, rẻ tiền, rất đáng khinh, đóng ngoặc kép, vân vân, thưa quý vị. Thì đó là những sự phản đối ầm ĩ về cái tiếng nói của ông Nguyễn Tường Tuấn, một người phụ trách chương trình Tiếng Nói Bảo Thủ trên đài SBTN và là khách mời của chương trình Sean Lê TV. Nói chung thì phản đối thì cứ phản đối, và tẩy chay thì cứ tẩy chay. Và việc mà tuyên bố cảm ơn Đảng, cảm ơn Bác Hồ thì cũng đã diễn ra, thưa quý vị. Thì đó là cái câu chuyện đang hết sức ầm ĩ về nhân vật Nguyễn Tường Tuấn này, được ông Kim Âu, Hà Văn Sơn cho một cái chức danh là phát ngôn
No. Nói chung là ông không đồng ý khi mà ông nói rằng hành động của Sean Lê, của Nguyễn Tường Tuấn khi mà cancel, tức là hủy bỏ một cái khúc YouTube Cảm ơn Bác Hồ, là hành động của hai tên lưu manh rẻ tiền rất đáng khinh. Và đây là một cái bài viết vào ngày 2 tháng 9 2022 của ông Kim Âu, thì chúng tôi cũng xin phép để đọc lược sơ cho quý vị hiểu được câu chuyện đang âm ỉ giữa những người chống cộng quyết liệt, hay còn gọi là chống cộng cực đoan, và những người như ông Nguyễn Tường Tuấn có một cái lập trường ủng hộ nhà nước Việt Nam bằng cách là chẳng hạn như đi về Việt Nam làm việc 13 năm chẳng hạn như vậy, rồi trong ban tổ chức tiếp đón phái đoàn đại sứ Việt Nam tại Oregon năm 1992, vân vân, thưa quý vị. Cho nên họ kêu gọi tẩy chay ông Nguyễn Tường Tuấn này. Và ông Nguyễn Tường Tuấn này thì chúng tôi cũng nói rõ là dường như có một cái bệnh hoang tưởng khi cho rằng là ông là người mà đã đào tạo trên nửa triệu người Việt Nam ở Việt Nam, thưa quý vị. Trong khi đó thì trên thực tế, thực chất không phải như vậy. Không có gì bằng cớ, bằng chứng để chứng tỏ là ông Nguyễn Tường Tuấn này đã dạy cho trên nửa triệu người. Vì ông chỉ là một nhân viên bình thường của hãng Nike, một hãng chuyên đóng giày ở Việt Nam mà thôi, thưa quý vị. Thì đó là cái câu chuyện mà các bên đang ầm ĩ. Thì đương nhiên là ông Nguyễn Tường Tuấn, theo như ông nói là ông có quyền phát ngôn. Ông muốn yêu thích ai, ông muốn nói gì là quyền của ông. Nhưng quyền ủng hộ lại là những khán thính giả khắp nơi, thưa quý vị. Và nếu họ không ủng hộ thì cũng là điều bình thường, có thể nói là như vậy. Tuy nhiên ở đây một cái vấn đề ầm ĩ mà gây tranh cãi là chính ông Nguyễn Tường Tuấn tự xưng là sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa, lính Việt Nam Cộng Hòa, người lính già Việt Nam Cộng Hòa, vân vân. Điều này khiến cho những người theo phe Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa lấy làm bất bình, thưa quý vị. Và từ bất bình họ phản đối, tẩy chay, kể cả chửi bới.